Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ An Não Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất nhiều những mẫu xe đang chờ bà con đến xem và mua và lấy về làm xe gia đình. Vậy thì trước khi đi, bà con có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng để em ở nhà tiếp các mọi người. Thì hôm nay em có về một bộ đôi chiếc Kia Morning đời 24 và 25. Biển thì biển tỉnh, biển 19A và 14A. Màu trắng rất là đẹp nhé. Trong khi đó có một chiếc đời 24, một chủ từ mới, biển 14A 12397. Đó, rất là đẹp. Phiên bản đầy đủ na răng đúc. Đấy. Đầy đủ hết rồi anh em nhé. Màn hình can nùi chắc chắn là có hết rồi sao ấy. Thì em sẽ cùng đi vào review một trong hai những chiếc này để cho bà con cùng lựa chọn những chiếc xe này sẽ thuộc về ai. Thì quý bà con có bác nào nhanh tay gọi điện cho Khả Năng Ô Tô để đặt cọc giữ xe hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ của Khả Năng Ô Tô An Lão Hải Phòng. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng làm quen với chiếc Kia Morning đời 2014 phiên bản động cơ 1.25 đã có đang đúc màu trắng sơn xi căng đét, đèn nét bên trong này. Cái chiếc này Morning rất nhiều bản nhé, chiếc này nó bản trung trung, nó không có túi khí nhưng mà nó có đang đúc hoa mai nhìn rất là đẹp anh em này, nó đúc theo xe nhé và một chủ từ mới rất đẹp. Chết rồi, sao cửa lại khóa đây, chết tuyệt rồi, để đây mà không rút chìa ra lằng nhằng nó khóa cửa, chốt cửa là hỏng hình ngay. À đây, cửa nãy anh em ạ. Rất là ngon. Đây nhá. Đấy. Khóa khiển đàng hoàng. Rồi. Làm quen lại từ đầu nhá. Morning đời 2014 này có đèn nét bên trong, không biết là đèn chế hay đèn gì, chắc là đèn chế. Đấy. Rất đẹp. Vâng vâng. Bác à. À cái số chú 097 đấy à? Chú đi xem Vios của cháu đấy à? Vâng vâng. Thế cháu vào chú đợi cháu tí cho vào cháu tiếp chú. Vâng vâng. Chú đi một vòng quanh đây nhá. Vệ sinh thì ở sau kia. Sau bụi tre vâng, sau bụi tre kìa, sau bãi nhà cháu đấy. Nhà vệ sinh ở nơi. Đợi cháu tí nhá. Vâng vâng. Ok, thì chúng ta quay lại với chiếc Kia Morning đời 2014 này. À, chúng ta cùng nhìn thấy phần sơn xi bên ngoài rất là sạch sẽ và đẹp thôi. Đã có đang đúc, đằng trước là phanh đĩa, đằng sau là phanh tăng trống. Đăng kiểm rất dài, tháng 3 năm 2022, tên tư nhân và một chủ từ đầu. Đấy, xe rất là đẹp, cứng cáp. Với giá hiện tại bên em đang chào bán là 202 triệu đồng thôi. Đã báo rút hồ sơ cho bà con cô bác rồi. Tại vì bà con cô bác nào cảm thấy chiếc này nó đẹp, nó zin, không đâm đụng ngập nước, cam kết bằng giấy bán trực tiếp cho bà con một trong hai chiếc này đều như vậy nhé. Thì bà con đến xem xe thì em sẽ viết giấy bán trực tiếp cho mọi người là không có taxi dịch vụ để cho mọi người hoàn toàn yên tâm. Thì với cái mức tiền hiện tại báo luôn cái chiếc 15 này đã rồi tổng thể sau này. Chiếc 2015 này thì cũng sản xuất năm 2015 và Việt Nam, động cơ 1.0 thôi. Chiếc này hiện tại thì bên em đang chào bán 215 triệu đồng. Đấy. Động cơ 1.0 nhé, 5 chỗ ngồi, còn bên cạnh là 1.25 và 4 5 chỗ ngồi. Và đời 2014 thì giá 202, còn chiếc này 215 triệu. Hơn nhau một đời thôi. À, rất là phù hợp cho mọi người làm xe gia đình, lựa chọn làm xe dịch vụ hoặc là xe gia đình cũng khá là ok. Cũng là vừa tiền mà. À, na răng đầy đủ, màn hình can nùi, ghế bọc da đầy đủ hết tính năng rồi thì mọi người chỉ việc đổ xăng và là chạy thôi, không cần làm gì cả. Đấy, tình trạng xe là cái việc đổ xăng chạy nhá. Dòng này thì động cơ hơn 1 chấm nó chỉ rơi 5 lít rưỡi trên 100 km thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Còn bên cạnh đời 25 này có cả cái gì kia, có cái đuôi gió nhìn trong xe rất là khỏe khoắn nhá. Bên này thì không có nhưng mà cũng có đuôi bầu ra ngoài rồi, bên kia nó thỏ hẳn ra ngoài. Hai bộ đang đúc thì đầy đủ hết rồi nhá, không cần làm gì thêm. Chiếc này thì có sẵn cái tay nắm cửa, hõm cửa chrome hết rồi. Nói chung là tổng thành với hai chiếc này thì sơn xi bên ngoài anh em không cần làm gì cả, chỉ việc đổ xăng và là chạy thôi. Cam kết luôn là không có tai nạn đâm đụng ngập nước rồi, bà con hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần xem máy móc một chút là bà con đến và xem xe thì tự cảm nhận, hoặc tí em sẽ nổ máy trên video đây, bà con có thể xem và trực tiếp luôn. Nếu mà được thì ưng luôn đặt cọc tiền, em chuyển tiền để em giao xe tận nhà. Đấy. Em không hỗ trợ giao xe tận nhà nhé, hỗ trợ thì chỉ hỗ trợ tiền bao rút hồ sơ gốc về thôi, chứ không hỗ trợ giao xe, không xe nào em hỗ trợ giao xe cả. Tại vì các bác trong miền Nam đôi khi bảo là em hỗ trợ giao xe cơ mà giao xe trong miền Nam nó 5-7 triệu cơ. Đấy, xe lồng nó rất là đắt. Nếu mà gần các bác đây thì nếu mà anh em cân đối không, em bác hơi bớt các bác một chút hoặc là giao xe cho các bác vẫn ok. Nhưng các bác ở trong xa thì nó thật với con này là vừa muốn bớt vừa muốn giao xe thì không có nhé. Bên em thì chỉ có hỗ trợ tiền hồ sơ thôi. Đấy, đến lọc lá cho bà con tại cửa hàng đây, bà con xem xe thì đến trực tiếp nhé, không làm giá qua điện thoại. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy cái phần nội thất đi. Sẽ quay con 2015 này, động cơ 1.0. Đời 2015 nội thất hai màu. Keo chỉ zin 4 cánh đấy. Máy số rất là ngon, ngọt ngào. Ngọt ngào, tình cảm nhẹ nhàng. Êm ái, đời 2015 mà giá 215 triệu.
Qua bớt cho bà con khi liên hệ trực tiếp Khải Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đây, keo chỉ zin hết cả xe này. Đó, nó sạch sẽ, ghế bọc da. Trần mục lỉ nguyên bản theo xe rồi, không mất phần nào. Cam kết bằng giấy bán cho bà con nhá, nên bà con không cần phải xem kỹ đâu ạ. Cái này em cam kết luôn. Này, không hề có đâm va quọ quẹt gì. Rất là mới. Nhìn rất là cứng này. Nốp vẫn còn theo xe bên trong này anh em nhìn không? Nốp dự phòng theo xe. Rất đẹp, xuất sắc. Đó, xuất sắc luôn. Keo chỉ zin cả bốn cánh này. Đây, chúng ta có nhìn thấy này. Rất là cứng cáp, đời 2015. Đó. Wow, chiếc này không khoan đục anh em ạ, không khoan đục thằng nào thế, cứng thế. Con này không khoan đục nhé bà con. Động cơ 1.0 mà không khoan đục, không có đồng hồ tính tiền. Đấy. Thì chắc chắn người ta không hành này taxi. Đăng kiểm tháng 2 năm 2022. Đấy, rất là dài rồi. Đời 2015 1.0. Không khoan đục nhá, chiếc xe không khoan đục nó. Nó rất là cứng cáp, cái mặt ca lăng kia dán cái đỏ đỏ bên trong cảm giác như con Morning SI luôn. Rất là đẹp, sạch sẽ này. Biển 19 tên tư nhân. Giá bao rút hồ sơ 215 triệu cho một chiếc xe không khoan đục. Không taxi. Còn lại làm dịch vụ hay không thì phải hỏi chủ xe, đúng không ạ? Thì bọn em sẽ biết được những cái thông qua những cái chi tiết nhỏ nhỏ này. Ví dụ như vô lăng nó không mòn nhiều này. Nó không khoan đục ở đây này, đồng hồ không có đồng hồ tính tiền này. Đấy, màn hình theo xe các kiểu. Đồ đạc phụ tùng thì nhiều. Đấy, điều hòa này 8.6 anh em ạ. Đời 2015. Có chăng thì người ta chạy được Grab chẳng hạn. Đấy, nhưng người ta không khoan đục taxi nhá. Nên rất là cứng cáp, anh em có thể đến xem xe và trải nghiệm trước này. Ở máy nổ rất là êm. Màn hình to vật vã này. Có hỗ trợ can nùi chưa? Thì em sẽ cùng kiểm tra nào. Đấy, như vậy là màn hình can nùi đầy đủ hết rồi nhé bà con. Bà con đến xem xe thì cứ an tâm về đổ xăng là chạy thôi. Không cần làm gì thêm. Âm nhạc đầy đủ này. Đấy. Nhạc nhẽo đầy đủ. Vô lăng gật gù. Đây. Em to cao nên em phải cho to lên hết vô lăng cao lên thế này. Để ngồi đấy vừa. 8.6, máy nổ rất êm, điều hòa mát. Nội thất tươi mới, sơn xi căng đét. Không cần làm gì thêm. Chỉ việc đổ xăng và làm lên đường thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này nó chỉ rơi vào 5 lít trên 5 lít rưỡi trên 100 km. Đấy, kính điện auto này. Đó, rất là nhiều tính năng. Quên chưa mở. Đó, chúng ta cùng kiểm tra luôn cái phần khoang máy của chiếc xe này nhé. Để xem xe tình trạng như thế nào. Chúng ta cùng đến xem xe trực tiếp. Còn là tin tưởng Khả Năng Ô Tô thì em đã tả chuẩn trên video này. Bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Ái chà, máy số zin luôn bà con ạ. Máy số zin và không hề có đâm đụng chạm. Cam kết bằng giấy bán cho bà con. Bà con hoàn toàn yên tâm. Liên hệ trực tiếp Khải Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Chiếc này động cơ 1.0 3 máy không khoan đục. Thì giá 215 triệu anh em nhé. Không khoan đục khác tiền với chiếc khoan đục nhé. Đấy. Bà con hoàn toàn yên tâm. Đây này, keo chỉ này. Ẩu rằng ốc lỗ kỹ thuật phần đầu cơ sấp xi là zin hết. Không hề đâm đụng ba quọ quẹt gì. Máy nổ rất êm, không hề rung giật nhé. Như vậy chúng ta sẽ làm quen với chiếc bên đời 2014 trong tình trạng như nào. Alo ạ, em Khả Năng đây. Bên cạnh đây là chiếc người anh em với chiếc bên cạnh, chiếc 15 là chiếc đời 2014, tư nhân một chủ từ mới. Không, chúng ta cũng không đâm đụng vào nước nhé, cam kết luôn cho bà con luôn. Thì cùng đi khám phá cái chiếc xe này với giá 202 triệu đồng, cũng đăng kiểm tháng 3 năm 2022. Rất là dài. Lốp 4 quả tương đối mới nhá, là đăng đúc theo xe. Đó, chúng ta cùng kiểm tra nào. Đây đời 2014 và hiện tại bên em bán có hơn 200 một chút, 202 triệu đồng thôi. Đấy, chiếc này thì anh em nhìn đây. Nội thất màu đen rất là đẹp và sạch sẽ, chưa có màn hình. Chiếc này chưa có màn hình nhé. Đấy. Màn hình thì tầm hơn triệu sẽ hỗ trợ lắp đặt màn hình nếu bà con vào được giá, một hợp đồng mua bán anh em cân đối giá thì sẽ hỗ trợ cho bà con một cái màn hình cam nùi nếu bà con mong muốn. Đây. Sơn xi khá là sạch sẽ ghế nội thất này. Đấy. Trần thì lên trần da rồi bà con ạ. Bọc trần da rồi, sạch sẽ lắm. Không cần làm gì cả. Chỉ việc đổ xăng thôi. Những dòng này thì chắc chắn lắm anh em ạ. Đổ xăng và chạy. Kia Morning đời cao. Đấy. Sơn này sơn màu trắng zin nhé. Theo xe từ đầu. Tư nhân từ đầu luôn. Rất là đẹp, cứng cáp. Chúng ta cùng kiểm tra lốt cái phần khoang máy động cơ của cái chiếc này. Xem tình trạng hai chiếc như nào. Chiếc này được cái là nó động cơ nó tốt hơn bên kia một chút. Vì nó động cơ 1.25. Nên nó, 4 máy nó sẽ khỏe hơn so với dòng 3 máy một chút thôi nhá. Chứ cũng không nhiều đâu, nhưng mà nó cũng ít nhiều thì nó vẫn là 4 máy. Đây. Chúng ta cùng để lổ máy chiếc này lên để kiểm tra nhé. 8.4 đời 2014. Bây giờ máy số cũng rất là ngon. Để phát này. Thực ra bọn em làm nghề này nghe tiếng máy phát là biết ngay anh em ạ. Đấy, nghe tiếng máy là biết ngay cái chất lượng xe rồi.
màn hình anh em có thể lắp vào đây, anh em về tự lên màn hình hoặc là anh em yêu cầu thêm đấy, thì bên em hỗ trợ cho mọi người. Đó, vô lăng này cũng rất là cứng cáp anh em ạ. Chiếc này thì nói thật với bà con đây này, anh em nhìn thấy không, đấy cũng có khoan đục một chút, khoan bốn cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây vì không thể tránh được những cái dòng xe này. Cái này thì bên em cũng không có nói dối khách hàng, để cho bà con đến xem xe thì tự tin hơn rất là nhiều. Bên em luôn luôn nói thật với khách hàng là những cái chi tiết nhỏ để cho bà con lựa chọn nhé. Đây chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ để xem tình trạng máy móc như nào nhé. Đấy, rất là cứng cáp, cam kết là đầu giằng khắp xi còn nguyên zin. Đây anh em nhìn này, đấy, sơn xi rất là sạch sẽ này, cũng máy số zin nhé, máy số zin chưa hề ra máy, sạch đẹp luôn. Kìa, số khung số máy nhìn rất là dễ, số máy kìa GL4F các thứ kìa. Nói chung là cái này thì bên em sẽ bao cam kết tranh chấp pháp lý cho bà con. Mua bán bên cửa hàng thì em rất an tâm vì em cửa hàng rất là lớn và nhiều xe. Đấy, làm ăn chuẩn chỉ, không có làm bố láo anh em nhé. Không làm ăn chột giật mà làm ăn lâu dài, bán giá rất tốt nhất thị trường và những chiếc xe không đâm đụng. Còn nếu các bà con mà xem xe rẻ thì các bà con có thể xem bất cứ kênh nào, sẽ tìm được những chiếc xe rẻ hơn. Nhưng bọn em không có mua những xe đấy về phục vụ bà con nhé. Đấy, giá của giá sàn chung. Người dân thì muốn bán giá cao, còn thợ thì muốn cộng nhiều tiền, còn bọn em thì muốn có một tí chút lời, nên về ra dân thì chắc chắn sẽ có giá hợp lý cho bà con. Còn nếu rẻ hơn thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Vậy thì bà con bác nào mà tin tưởng khả năng ô tô có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu một trong hai chiếc xe này hoặc là những chiếc xe đang có mặt ở bãi nhà em kia từ 2 đến 6 chỗ. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi clip của em. Xin kính chào hẹn gặp mọi người trong clip sau.